Satria 2000 màu xanh Kawa dọn full dinh loại 1 giá rẻ đây anh em ơi. Xe mình giao trực tiếp xuống tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nha anh em. Mình là Huy Sport nha anh em. Xài duy nhất một cái trang fanpage chính chủ này nha. Đó, quay một vòng cho anh em xem nó. Xe full dinh loại 1, máy full 126 số, lồng dên tà lửa 120 nha anh em. Xe như vậy là bên mình dọn bán với giá 43 chai. Còn chất lượng như nào thì anh em cũng đủ biết rồi. Và mình sẽ vào phần giới thiệu chiếc xe nha anh em. Đó, xe mình đi bua dinh loại 1 nha anh em. Đó, cái lớp bua màu trắng trắng này mình lột ra là nó mới ken nha anh em. Và trong quá trình vận chuyển thì nó hơi bị trầy một xíu cho anh em, cho nên anh em thông cảm nha. Đó, còn xe mình dọn full mới nha anh em. Lốc giữa sạch sẽ, không có xì miếng nhớt nha anh em. Mới ken xì ben. Phục trước và phục sau đều là zin cây BH nha anh em. Mâm Satria 206 đập thùng mâm loại 1 nha anh em. Đó, cặp lốp mới luôn nha, lốp style mảng cầu cho anh em đó. Đó, lốc sạch sẽ mới ken, bình xăng zin nhập Indo nha anh em. Bình xăng Indo nha, bình xăng loại 1 nha anh em. Mikuni Core đó anh em, thấy cái chữ đó không anh em, thấy không? Đó, sườn lốc mới ken xì ben hết nha anh em. Nhông xanh dĩa vàng, phục sau zin cây B. Đó, gác chân xì bo nha anh em. Nguyên cái dàn chân đó là phục trước phục sau và chẳng ba đều là zin cây B hết nha anh em. Cho nên là anh em đi tốc độ cao nó không có sàn lắc nha. Chẳng ba đều là cây B hết nha anh em. Đó, xe mình là có cọc có dao. Xe mình đi ICD11 cho nên là rất là nhạy nha anh em. Và cũng có khi là đi ICBRT theo một cách. Đó, rớt dép là nổi nha anh em. Mấy chiếc xe mà dọn đi lửa 110 thì nó không có IC. Đó, mình sẽ sắp có tôi máy cho anh em nghe nha. Rất là nhẹ luôn. Kim lên full chức năng, ô đô 0 km, xe dọn mới mà anh em. Đó, mình là Huy Sport, số điện thoại 0933955401. Mình quay vòng ra ngoài đường cho anh em xem nha. Giao xe ngay cái trạm xăng dầu Hoàng Minh Việt. Đó, mình quay cái bảng hiệu cho anh em xem đó. Hoàng Minh Việt, trạm xăng dầu. Hôm bữa bạn kia mới vừa dọn mua chiếc Satria 2000 màu đỏ đen đó. Full lộ 1, bây giờ giới thiệu thêm cho mâm anh này mua thêm chiếc nữa. Đó, xe chạy rất là êm nha anh em, rất là nhẹ nha. Đó, anh em kéo lên nó bô loại 1 nổ rất là hay nha anh em. Đó, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cây xăng Hoàng Minh Việt. Thì uy tín tạo nên thương hiệu cho anh em. Đó, mình dọn xe, bán xe thì anh em cũng tin tưởng và giới thiệu bạn bè dọn thêm chiếc nữa đây nha anh em. Sibor Satria thì dọn full loại 1 thì giá tầm 42-43 chai. Còn xe giá rẻ hơn thì full 120, lòng lưỡi xe 120 hết. Thì nếu mà giá rẻ thì tầm cũng 30-30 mấy chai của anh em cũng sẽ có chiếc nha. Đó, anh em test xe là về đó anh em thấy không? Xe chạy rất là êm, rất là nhẹ. Máy móc có bảo hành cho anh em chơi. Đó, anh em bỏ cọc rồi mình giao tận nơi luôn đó. Đồng tiền đủ nha anh em. Xe full mới như clip. Còn da dép dọn full mới mà sườn lắp zin đúng da dép thì tầm 65 chai nha anh em. Còn giá rẻ hơn nữa thì tầm 60 chai. Anh em cũng có xe dọn full mới. Nhưng mà xe 65 chai thì được những cái món hàng quan trọng trên xe là đội 1 anh em. Chưa full 100% nhưng mà được những món hàng quan trọng trên xe là đội 1. Đó, mình hay đưa cái logo bản hiệu của mình vô thì để cho anh em khỏi cách ghép clip của mình để đăng làm những cái việc xấu nha. Huy Sport 0933955401. Rồi anh em xem clip đánh giá nha. Đừng có so sánh với những chiếc xe dọn giá rẻ hơn. Anh em lưu ý là tiền nào của nấy anh em lưu ý như vậy nha. Mình chuyên các dòng Sport Satria Z. Rồi bye bye anh em.